Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của tôi. Thì không biết vợ tôi có thử thách tôi cái gì mà cứ giục tôi và anh ơi ra chuẩn bị máy quay đi để em thử thách anh. Em ơi, máy quay chuẩn bị xong rồi. Được rồi. Em ơi, có thử thách gì cho anh đây? Em sẽ thử thách anh 24 giờ ngoài đồng với 100 nghìn. Quá đơn giản. Tiền đâu? Đây. Rồi các bạn ơi, vậy là vợ tôi thử thách tôi 24 giờ ở ngoài đồng với 100 nghìn. Mà nếu anh mà hoàn thành thử thách thì có được gì không? Sẽ được nhận thêm 1 triệu đồng từ tôi nữa các bạn. Ok. Vậy là nếu mà tôi hoàn thành thử thách thì sẽ nhận được 1 triệu tiền tiêu vặt từ vợ tôi nhá, tôi nhá các bạn nhá. Ok, chốt kèo bắt tay. Rồi, thì với 100 nghìn thì giờ tôi sẽ đi chợ nhá các bạn nhá. Các bạn đi theo tôi, let's go. Với 100 nghìn thì bây giờ tôi đi mua đồ thôi các bạn ạ. Các bạn đi theo tôi nhá. Ai hộp cháo rồi nào, nước ngọt đây, nước ngọt, sữa xin nhé. Vậy là tôi đã ra được cái lều hôm qua hai vợ chồng chúng tôi làm nhá các bạn nhá. Thì 24 giờ ngoài đồng ấy thì các bạn biết rồi đấy, bây giờ đang là mùa đông. Mùa đông rồi thì không thể thiếu chăn với gối được các bạn ơi. Và đây là chăn với gối của tôi nhá. Tiếp theo, một cái lều mini, lều nhỏ. Thì ban ngày tôi sẽ không lắp lều này nhá các bạn ơi. Nếu mà ban đêm thì lạnh quá thì tôi sẽ lắp cái lều mini này, để tôi chui vào lều mini này ngủ cho đỡ lạnh thôi. Chứ còn ban ngày thì tôi không lắp. 24 giờ ở ngoài đồng thì không có gì chơi hết các bạn ạ. Thì tôi có đem một quả bóng ra đây để thỉnh thoảng tôi nghịch. Rồi, quan trọng nhất là các bạn ơi, đống đồ ăn 100 nghìn của tôi đây. Các bạn ơi, có rất là nhiều đồ nhá. Bánh ngọt này, bim bim này, nước lọc này, nước ngọt này, đây, cháo này, cháo này các bạn ơi. Rồi, à các bạn ơi, hóa đơn đây 86 nghìn, nhưng mà chưa có nước. Đấy. Rồi, còn mấy quả chuối đây là nhà tôi khuyến mại này các bạn. Đấy, 100 nghìn thì mua được khá là nhiều đồ. Tôi nghĩ với chỗ đồ ăn thức uống này thì thử thách 24 giờ đây là quá thoải mái rồi. Đấy, đồ đạc chúng tôi chỉ có thế thôi. Và bây giờ là các bạn ơi, bây giờ là đúng 8 giờ ngày 26 tháng 10 luôn. Thì bắt đầu tôi thực hiện thử thách nhé các bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn nghĩ thử thách này có đơn giản không? Tôi nghĩ cái thử thách này quá đơn giản với tôi luôn, thật sự các bạn ạ. Vậy là tôi chắc chắn tôi đã có thêm 1 triệu đồng từ vợ tôi để tôi tiêu vặt nhé các bạn nhé. Thì các bạn ơi, mấy clip kia thì tôi cứ bảo sáng thì chuẩn bị đi nước ngoài, Phong với Vinh chuẩn bị làm công ty, thì bây giờ tôi đính chính lại nhé các bạn nhá. Thì sáng không có đi nước ngoài các bạn ạ. Thì chỉ có Phong là đang làm hồ sơ đi làm công ty là thật 100% nhá các bạn nhá. Vinh thì cũng vẫn đang băn khoăn các bạn ạ. Lửa muốn ở nhà làm YouTube, lửa muốn đi làm công ty. Đấy, đấy là tôi tâm sự thật với các bạn. Còn bác Ngọt mà đang có dự án mới, mới cả chuẩn bị xây nhà ấy các bạn. Bác Ngọt thì chứ không phải bác Ngọt rời tem nhé các bạn nhé. Thỉnh thoảng khi nào mà chúng tôi cần mà bác Ngọt rảnh thì bác Ngọt vẫn quay cho chúng tôi thôi. Chứ không có chuyện bác Ngọt rời tem nhé các bạn nhé. Thì hôm nay tôi thực hiện thử thách 24 giờ ngoài đồng này thì ngoài trời hơi âm u các bạn. Nhưng mà hy vọng là trời nó không mưa nhá các bạn nhá. Nếu mà trời mưa thì khả năng là lạnh lắm các bạn. Để căn bản nào. Các bạn ơi,
Cái bạt của tôi làm là nó có bạt nó cú mà các bạn ơi, nó vẫn thủng lỗ chỗ, nếu mà mưa nhỏ thì không sao, mưa to là bạt lại vẫn có thể làm tôi ướt hết người đấy các bạn. Thì bây giờ là mới thực hiện thử thách thì tôi thấy cảm thấy đơn giản thôi, nhưng mà hết 24 giờ thì mọi người cũng phải có ý chí lắm thì mới thực hiện thử thách 24 giờ đấy các bạn. Căn bản ở ngoài đồng này không có gì chơi, mấy kẻ đáng ra mà thử thách cùng mấy anh em ấy thì mấy anh em cùng nói chuyện cùng chơi bời thì nó còn vui, chứ đây một mình thì không có ai nói chuyện này, không có gì chơi bời nên hơi chán, thì chỉ có lướt điện thoại mới ngủ rồi các bạn ạ. Làm mới một tí mà đau lưng lắm các bạn ạ. Giờ chắc là tôi phải kiếm cái gì chơi hay là đi ra ngoài đồng chơi thôi, chứ làm nhiều cũng đau lưng. À các bạn ơi, giờ tôi sẽ đi mót thóc nhá các bạn nhá, mót thóc về để cho gà ăn các bạn ạ. Thì mót thóc ấy thì máy gặt lúa thì nó chỉ gặt những cái cây đứng ấy, cây nào ngã ngã là nó không gặt được ấy. Thì giờ tôi sẽ đi mót thóc nhá, giống những năm thời xa xưa của bố mẹ tôi nhá. Thì bố mẹ tôi vẫn thường kể hay đi mót thóc, mót lạc lại, rồi mót các thứ luôn các bạn. Các bạn người ta thu hoạch xong rồi, rồi mình đi mót lại ấy. Rồi bây giờ tôi sẽ đi mót thóc nhé các bạn nhé. Đây các bạn này, đây là những cái cây lúa này, đấy, nó lập xuống này, đó. Mót thóc về cho gà. Các bạn này, đây có mấy ấy này. Thỉnh thoảng đây các bạn này, có mấy ấy này. Thỉnh chỗ nào mà cây lúa đổ xuống là nó thường thường có 2-3 bông nó nằm lại như thế này đấy. Các bạn này, mấy ấy luôn. Đấy các bạn ơi, đi một tí này, đi nhặt một tí và đã được ngân đây thóc về cho gà này các bạn ơi. Đó. Quá đẳng cấp luôn. Giờ tôi sẽ để đây, bao giờ tôi kết thúc thử thách thì tôi đem về cho gà nha. Để nhà tôi cũng nuôi hơn chục con gà ấy các bạn. Nuôi ít thôi để Tết lấy gà thịt ấy, chứ không nuôi để bán các bạn ạ. Một mình ở giữa cánh đồng bao la bát ngát luôn. Bao la bát ngát. Thì các bạn ơi, thì ở chỗ tôi là một năm là có 3 vụ các bạn ạ. 2 vụ cấy, 1 vụ mùa. Như bây giờ hiện tại là đang là vụ mùa đông, là vụ mùa trồng các cây bí, ngô, khoai, sắn này. Nhưng mà chỉ chục năm trước thì người ta trồng thôi, chứ bây giờ thì rất ít người trồng các bạn ạ. Vẫn có người trồng nhưng mà ít ý các bạn. Vì các bạn cái mùa này trồng rau củ quả nó không được năng suất ý các bạn. Thì ở chỗ tôi giờ một năm chủ yếu là canh tác 2 vụ lúa nhiều. Còn vụ thứ 3 là vụ đông đấy thì rất ít người canh tác các bạn. Đất ruộng này đa số là bỏ trống à. Ví dụ có 10 phần ruộng thì chắc chỉ có 3 phần người ta trồng khoai, là trồng bí, là trồng tỏi, là trồng hành thôi các bạn. Đó. Đây gặt xong rồi nhưng mà đất đây à, ruộng đây vẫn để trống luôn. Chỉ có một ruộng này người ta trồng bí này các bạn ơi. Đấy, những cái cây bí con này mới trồng xong. Đó. Xa xa kia có bà đang trồng đang cầm bình để phun thuốc sâu cho bí đấy các bạn. Đây. Thì nguyên cả một cánh đồng này chỉ có mỗi ruộng này trồng thôi các bạn ạ.
Còn những ruộng kia là gốc dạ vẫn cao lênh đênh hết. Trời hôm nay thì quá là đẹp luôn. Nó không nắng không mưa. Trời rất là mát mẻ. Quá hợp lý để thực hiện thử thách 24 giờ ngoài đồng luôn các bạn ạ. À, trời công nhận ra ngoài đồng phong cảnh đẹp này, không khí trong lành mát mẻ. Quá là đẹp luôn. Thì hôm nay tôi nhất định sẽ hoàn thành thử thách của vợ tôi để tôi nhận được 1 triệu đồng tiền tiêu vặt từ vợ tôi nhé các bạn nhé. Mặc dù tôi vẫn kiếm ra tiền nhưng mà nói thật với các bạn là một tháng tôi chỉ được đúng 1 triệu tiền để tiêu vặt thôi các bạn ạ. Còn chi tiêu các thứ khác là nhà tôi quản lý nhé các bạn nhé. Khổ thế đấy, thân con trai khổ thế đấy các bạn ạ. Sau khi lượn một vòng ở ngoài cánh đồng thì lạnh quá các bạn ạ. Giờ phải cởi áo gió ra. Bim bim rồi các bạn ơi. Mời các bạn ăn bim bim nhé các bạn nhé. Chết tôi rồi các bạn ạ. Mới lúc sáng ra thì trời nó râm, trời sầm sầm mát quá. Mà bây giờ trời ngoài trời nắng chang chang các bạn ạ. Thì tôi làm cái lều này nó lại thấp, trên đây lại có cái bạt nó hấp nắng vào. Nắng quá các bạn ạ. Chốc chắc phải gọi điện thoại trợ giúp để cho xin cái quạt tích điện quá các bạn ạ. Nắng à. À, các bạn ơi, vậy là bây giờ tôi đã ở đây từ lúc 8 tiếng mà giờ 11 giờ là mới được 3 tiếng các bạn ạ. À, 8, 9, 10, 11 mới được 3 tiếng. Lại để hết 24 giờ cũng lâu đấy các bạn nhỉ. Rồi giờ ăn trưa các bạn ạ. Giờ tôi ăn trưa. Sáng không ăn gì, đói rồi các bạn ạ. Giờ ăn trưa thôi. Cháo. Tôi sẽ làm một lon cháo nhé. Cháo sen, cháo đậu xanh Minh Trung. Thì tâm sự với các bạn là trước thời nhỏ, thời thanh niên tôi ăn ăn dã man thật, tôi nghĩ không ai ăn khỏe như tôi luôn. Nhưng mà giờ đến tầm này rồi là ăn mình ăn thế nào mà cảm giác là ăn nó không ngon ấy. Mỗi bữa nào ngon thì chắc được 2 bát cơm, còn bữa nào nhiều bữa không ăn các bạn ạ. Thật nhiều bữa tối đi đánh bóng về là không ăn, chỉ uống nước thôi. Rồi các bạn ơi, mời các bạn ăn trưa cùng tôi nhé. Trưa của tôi thì thử thách 24 giờ ở ngoài đồng thì chỉ ăn mấy cái đơn giản này thôi các bạn ạ. Chứ lấu lướng thì lích kích lắm. Mà có 100.000, mà 100.000 thì chỉ ăn bánh mì với ăn cháo chứ còn ăn gì nữa nhỉ các bạn nhỉ. Ngon các bạn ạ, cháo ngon. Cái hộp cháo này nhỏ xíu này mà cũng 18.000 một hộp đấy các bạn ạ. Tôi thích ăn ngọt, kể ngọt tí nữa thì ngon. Tôi rất thích của ngọt, tôi ăn rất nhiều của ngọt. Không biết mai kia ăn có phải ăn nhiều đồ ngọt là mai kia bị tiểu đường không các bạn ơi. Mọi người cứ bảo tôi ăn ít đồ ngọt lại. Nhưng mà tôi thèm ấy. Nước ngọt như thế. Ngày tôi uống chắc ngày nào ít nhất thì uống 2 chai, ngày nhiều
vừa làm thì vừa đánh bóng này, có ngày uống cả 5-6 chai nước ngọt các bạn. Nhưng mà căn bản tôi uống nước ngọt nhưng mà tôi cũng vận động nhiều, khả năng nó cũng đào thải ra ngoài hết, chứ không như nhiều người uống nhiều lại ít vận động ấy. Ít vận động thì nó đùn đắp trong cơ thể thì ấy, nó ở trong cơ thể nhiều thì không tốt, nhưng tôi tự tin là tôi vận động nhiều nó đào thải hết ra ngoài các bạn. Các bạn ơi, một hộp này tưởng ít nhưng mà ăn hết một hộp này cũng lưng lưng bụng đấy. Đói cái là ăn hết hộp này là lưng bụng luôn, hết đói luôn. Ồ, cháo làm quả chuối các bạn. Chuối đây là nhà tôi khuyến mại nhé các bạn, chứ không phải có trong combo 100 ngàn nhé các bạn nhé. Chuối nhà tôi khuyến mại. Hai mươi bốn giờ mà giờ mới ở được 4 giờ, 3 giờ mới hết 20 giờ đấy các bạn. Thì làm tôi ăn xong là tôi sẽ nghỉ ngơi một giấc nhé các bạn, ngủ trưa. Tôi quay video này thì tối đến tôi không phải edit đâu các bạn ạ, vợ tôi edit nhưng mà không hiểu làm sao mình không bao giờ ngủ được. Ra là ngủ đúng giấc rồi. Đêm nào tầm phải 1 giờ 1 rưỡi mới ngủ. Có hôm thì xem bóng đá cúp C1 hay ngoại hạng Anh thì đến không ngủ luôn. Thì các bạn có thích đá bóng không? Các bạn là fan của đội nào? Còn riêng tôi là fan trung thành của MU nhé, từ rất lâu rồi. Bữa trưa rất đơn giản thôi, một hộp cháo với một trái chuối xong. Tôi sẽ ngồi đây nghỉ ngơi cho nó xuôi xuống bụng cái thì tôi làm nghỉ. À, ngủ được một tí các bạn ơi. Trước khi ngủ trời lắng bể đầu luôn. Mà giờ trời đã sầm ơi là sầm như chuẩn bị mưa các bạn. Mấy giờ rồi? Ủa các bạn ơi, giờ mới 14:43 các bạn ạ. À, bao giờ mới hết 24 giờ các bạn? Không các bạn ạ, ban ngày thì lâu hết giờ thôi, chứ còn nếu ban đêm rồi mình ngủ một giấc sâu, ngủ một cái là cũng hết ngay mà, cũng nhanh thôi các bạn. Tự động viên mình các bạn. Làm cái bánh mì chống đói. Ô mà đúng thế thật các bạn ạ, ban ngày thì ngủ lâu thật, chứ đêm đến ngủ cái là ngủ một giấc cái là sáng ra là dậy đã sáng rồi. Ngủ một mình ở đây không biết có gì nguy hiểm không nhỉ các bạn nhỉ? Tôi nghĩ ban ngày thì không có gì nguy hiểm đâu. Nhưng mà ban đêm mà ngủ ở đây một mình mà mấy anh kiểu cứ đi lượn nờ ấy, mà thấy một mình ngủ đây là thả nào vào đây xem xung quanh em mình ngủ say chưa, có đồ đạc gì không để hách đấy các bạn. À, các bạn nếu mà đi ra đường hay ở làm gì một mình thì các bạn phải rất là tập trung nhé. Tôi tối đến mà đi đường hay là đi đâu đêm này, điện thoại này, mấy tiền nong các thứ nào, tôi không bao giờ đút túi các bạn ạ. Tôi đút thế này, tận quần xịt luôn. Ấy của tôi đấy. 24 giờ, bao giờ mới hết 24 giờ đây các bạn ơi.
làm được một giấc nó ngủ cũng đỡ, nó vẫn mỏi hết người các bạn ạ. Dậy tập thể dục đó, tập thể dục cho nó khỏe người các bạn ạ, hít đất nữa đấy. Thường người ta sáng ra người ta dậy tập thể dục, nhưng mà đây tôi ngủ chiều dậy tôi cũng tập thể dục nhá các bạn nhá, cho nó khỏe người, tập thể dục mọi lúc mọi nơi luôn. Tập thể dục động tác gì thì nó cũng có hiệp các bạn ạ. Ví dụ chống đẩy là chúng tôi thường hay chống 12 cái một hiệp. Tiếp theo. Chống đẩy có 3 hiệp và mỏi hết tay các bạn ạ. Tận bóng các bạn. Đọc tập thể dục một tí mà hơi lại toát hết mồ hôi rồi các bạn ạ. Mệt. Thôi không chơi nữa các bạn. Lại vào lều ngồi nằm đây các bạn ơi. Mệt lắm. Bố ơi. Mẹ với con gái ra thăm bố à? À, chị đâu về đấy? Đi học về à? Đi học về. À. Ô, bố chưa bỏ cuộc à? Bỏ được thế nào? Con gái đi học về các bạn ơi. Ốc mà mẹ chuẩn bị đưa tiền cho bố đi. Hôm nay bố ngủ ở đây đấy, ốc ngủ ở đây bố. Ốc có ngủ ở đây với bố không? Bố ngủ cả tối mà. Tối đen xì ốc sợ không? Tối đen xì không có điện con có sợ không? Hả? Nãy ông nói hẳn hoa để bố hỏi hả? Tối con nó ngủ ở đây với bố không? Nhưng mà tối là không có điện đâu. Chốc tối là tối mịt lắm, ốc có sợ không? Có sợ? Có sợ thì chốc ốc về ngủ mẹ nhá. Để bố ngủ đây, bố làm clip. Để sáng mai bố về nhá. Thì hôm nay con đi học có ai đánh con không? Con phải trả lời chứ, con cứ gật thế. Bạn nào đánh con? Bạn nào? Bạn Quỳnh Anh á. Con phải nói to lên chứ. Nắm kẹo son môi chứ ai mua ra đấy à, mẹ con nói to gió lên chứ nè. Thôi đi về tắm rửa đi. Ông ăn gì không bố cho này? Ăn gì không? Bánh mì nước ngọt à, không trời xịt tinh các bạn ạ. Thôi đi về tắm rửa đi rồi giờ mai bố về nhá. Bye bye ốc nhá. Chứ con ở đây là tối đen xì đấy. Rồi các bạn ạ. Thế là từ 8 giờ mà giờ là 5 giờ là bao nhiêu tiếng rồi? Để tính ạ. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mới 10 tiếng các bạn ạ. Còn 14 tiếng nữa tôi mới hoàn thành thử thách 24 giờ ở ngoài đồng mấy 100.000 này. Con chào các bạn xem nào. Con ấy vào máy quay con chào các bạn xem nào. Chào các bạn. Con nói to lên chứ. Ôi mẹ con về nấu cơm cho các anh đi. Tối om luôn rồi. Lúc
lúc ở con gái ra lấy mất chai nước ngọt rồi các bạn ơi. Từ đến sáng mai còn cái ít nước này là các bạn. Gói bim bim bánh mì. Giờ làm tí bánh mì các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ là 18 giờ 17 phút nhá. Trời đã tối đen như mực rồi. Nguyên một khoảng trời tối các bạn, chỗ này tôi lại thắp đèn. Nó sáng lên cho muối mấy con côn trùng nó bay đầy ở đây rồi các bạn. Bây giờ các bạn bảo tôi tối cứ thế này ngủ hay là lên lắp cái chòi con này vào ngủ rồi các bạn. Đó. Nó lên nắp cái này rồi nha. Cuối cùng thì cũng mắc xong nhá các bạn nhá. Tối đến thì tôi cứ chui vào đây ngủ rồi tôi kéo khóa lại thì không có con muỗi con diếm nào nó cắn tôi thật các bạn ạ. Đó. Giờ mới 7 giờ ngủ cái gì. Nhưng mà ngủ trong đây chắc là không phải kéo cái cửa này lên các bạn. Kéo cái cửa lên thì như tôi thấy bí ấy. Bí hơi lắm. Đấy. Thế với 100 nghìn thì còn khá là ít đồ ăn các bạn ơi. Còn có hộp cháo này là để tối tôi xem bóng đá là tôi ăn nè. Chỉ còn ít bánh mì mới ít bim bim thôi. Giờ ăn tạm bánh mì các bạn ạ. Cố gắng hoàn thành thử thách để lấy 1 triệu, thêm 1 triệu tiền tiêu vạch các bạn ạ. Quên mất, ăn bánh mì từ lấy mà chẳng mời các bạn ăn cùng nhỉ. Mời các bạn ăn tối cùng tôi nhé. Bây giờ tôi đang ăn tối. Thử thách 24 giờ là ở ngoài cánh đồng này may còn có cái điện thoại đem theo nhé các bạn nhé. Nếu mà không có điện thoại đem theo thì không lướt được web mới không xem được các tin tức chắc là tôi sẽ không hoàn thành thử thách đâu các bạn ạ. May quá nhà tôi không cấm đem điện thoại đi. Ăn no lướt điện thoại chán rồi các bạn ạ. Xem tối nay xem có trận nào nhé. Để xem nhé các bạn nhé. Tottenham shopping Lisbon à. Inter Milan gặp Victoria Pren à. Và Atlético Madrid gặp BN Lucen à. À có 2 giờ có trận Barca với Bayern Munich này. Hay luôn các bạn ơi. Rồi cả Ajax và Liverpool này. Đêm nay quá trời trận hay luôn. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ đi ngủ một giấc để đêm tôi dậy tôi xem bóng đá nhé các bạn nhé. Làm trong cái này nó không có ruồi, không có muối thật nhưng mà nóng lắm các bạn ạ. Chạy ra đây cho nó mát. Ngủ một giấc, tưởng dậy xem bóng đá, tưởng đến bóng đá rồi mà các bạn ạ. Mới chưa đến 10 giờ luôn. Mới 9 giờ 47 các bạn ạ. Này đợi đến bao giờ mới xem bóng đá. Này chắc là lại ngủ một giấc rồi dậy xem là vừa. Ở đây một mình một cánh đồng rộng bao la bát ngát. Không nghĩ đến thì thôi nhưng mà nghĩ đến cũng ghê ghê các bạn ạ. Các bạn có thấy ghê không? Tôi thấy ghê ghê luôn. Đây ở đằng sông, sau tôi đây là cánh đồng nhá các bạn ơi. Ngoài lên đằng trước là một cái kiểu bái tham ma hay các bạn gọi là cái nghĩa địa khá là rộng ở thôn tôi luôn. Tôi không quay cho ra đấy thì sợ lắm các bạn. Mà thôi thì mình cứ không nghĩ về cái đấy là mình không sợ đâu. Mình càng nghĩ về cái đấy thì mình càng sợ các bạn. Tốt nhất mình đừng nghĩ về cái đấy nữa. Bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi nhá các bạn nhá. Thì bây giờ tôi thử gọi anh em trong tem nào. Anh em trong tem ngủ hết chưa nhá các bạn nhá. À các bạn ơi,
đang gọi đế chế riêng mà không thấy có ai vào hết các bạn ạ. Chắc mọi người đang tập trung edit video à. Hello. Đây vẫn đang sinh tồn đấy rồi. Bật cam lên đi. Làm hết gà rồi. À các bạn ơi, là đế chế của chúng tôi vẫn đang thức nhá. Đấy. Bây giờ là đang tập gym. Tập gym làm gì? Cứ tập mới bắt mai ấy, làm gì phải tập gym. Ông chuột lướng cái gì? Đây là đang thực hiện thử thách 100k 100k 24 giờ ở ngoài đồng với 100k, hiểu không? Lên đồ ăn thức uống là chuẩn bị rồi. Thế mai mốt mới sinh tồn thì mới tối đến mới đi bắt chuột, mới bắt giết các thứ. Các bạn ơi, thế khả năng tôi bắt ngoặt ra phủ quanh côn để bắt chuột thì mấy anh em lướng ăn, chưa ăn thịt chuột bao giờ, không biết thịt chuột nó như nào nhỉ? Anh cũng chưa ăn thịt chuột bao giờ luôn. Bác ngoặt tối đến đố dám đi được thật. Bác mai giết. Đâu, đèn ắc quy. Ăn không. Sáng ơi, các bạn ơi, sáng chúc các bạn năm mới vui vẻ là. Chúc các bạn ngủ ngon thì đúng. Làm đây một mình chán quá, gọi điện cho mọi người tưởng mọi người ngủ hết rồi cơ, hóa ra vẫn thức. Đấy, các bạn ơi, bác Ngọt cũng biết đối diện tôi là các mộ của các cụ làm ấy đấy. Đời bác Ngọt bảo gọi các cụ sang chơi ấy, sợ lắm các bạn ạ. Bác Ngọt dạo này chắc bác Mai bắt làm nhiều đấy, ho khủ khụ không à các bạn ạ. Bác Ngọt dạo này ốm yếu lắm. Rồi thôi, làm gì làm đi. Tắt máy đây. Hết sợ rồi, gọi nói chuyện với mọi người một tí là hết sợ rồi. Đấy các bạn ơi, mấy ông ở trong tem vẫn chưa ngủ các bạn ạ. Sáng này đang nằm ở giường chơi, bác Ngọt vẫn đang tập thể dục. Thôi các bạn ơi, tôi cũng đi ngủ đây. Đi ngủ đây, đêm dậy còn xem bóng đá này chứ. Các bạn ơi, ngủ hôm qua là ngủ rồi, một tí dậy xem bóng đá là quên luôn. Mấy giờ rồi? 6 giờ 11 rồi luôn các bạn ơi. Bảo dậy xem bóng đá mà quên luôn. Ngủ một phát đến sáng luôn các bạn ơi. Sáng rồi. Mặt trời các bạn ơi. Bảo ngủ một tí dậy xem bóng đá mà không dậy được luôn các bạn ạ. Thì bây giờ cũng vẫn chưa đến 8 giờ vẫn chưa hoàn thành thử thách nha các bạn nha. Mới 6 giờ 14. Thì tôi sẽ đánh răng rửa mặt. Súc miệng thôi các bạn ạ. Làm gì có đem giết đánh răng đâu mà đánh răng rửa mặt. Và còn tí đồ ăn ở đêm dậy xem bóng đá thì ăn. Mà đêm không dậy được vẫn còn nguyên các bạn ạ.
Tôi xúc miệng xong tôi làm cái cháo này. Mời các bạn ăn sáng với tôi nhá. Giờ chưa 8 giờ nhưng mà đến cái giờ này là coi như là hoàn thành thử thách rồi các bạn. Qua đêm là an toàn là ok rồi. Giờ chỉ còn hơn tiếng nữa là hoàn thành thử thách rồi, là coi như hoàn thành rồi các bạn ạ. Tôi sắp được 1 triệu đồng tiêu vặt từ vợ tôi nữa rồi các bạn ạ. Tôi cũng đọc rất nhiều bình luận của các bạn là các bạn mà làm 30 tiếng hay là làm 48 tiếng tiếng cùng anh Vinh hay là mới cả tem đi nhá các bạn nhá. Nhưng mà thực sự là bây giờ nếu mà làm cái gì mà mất thời gian thì chỉ một mình tôi với vợ tôi làm thôi các bạn ạ. Còn làm mới cả tem hay Vinh hay là mới cả tem thì là mất thời gian quá thì tôi không làm các bạn. Căn bản là mọi người ai cũng có công việc, ai cũng có công việc riêng ấy. Nên nếu mà làm 24 giờ hay 48 tiếng thì mọi người không làm được gì. Cho nên tôi không làm các bạn ạ. Có nếu mà làm cùng tem thì tôi chỉ làm trò chơi hay là ăn uống nhanh thôi, thì làm xong rồi mọi người về còn có kế hoạch của mọi người các bạn ạ. Làm cái gì mà làm lâu cần nhiều thời gian là đa số một mình tôi làm mới vợ tôi làm thôi. Tôi cũng biết làm với các anh em cả tem thì nó vẫn hay, nó vui hơn, nhưng mà thời gian nó không cho phép ấy các bạn. Mỗi người có một kế hoạch riêng ấy các bạn. 7:37 rồi mà nhà tôi không ra đây để kết thúc video. 1 triệu tôi ăn chắc rồi các bạn ạ. Ê, các bạn ơi, vừa nói xong rồi ra thánh thật. Thế này nếu mà đi thì chắc là thiêng lắm các bạn ạ. Gì vậy, nói xấu gì đấy? 7:37 rồi, hoàn thành thử thách rồi, tiền đâu? Thử thách gì không thử thách, thử thách là quá đơn giản luôn. Tiền đây. Bây giờ là bây giờ anh sẽ thử thách lại em này, em là em mà ở ngoài đồng này, ở cái lều này 24 giờ anh sẽ nhân đôi cái này lên cho em là 2 triệu. Em chơi không? Chơi không thì anh đỡ phải tháo cái lều cái bạt này ra. Chịu. Em ơi, 2 triệu mà. Không chơi. Đấy các bạn ơi, nhà tôi sợ không dám chơi. 2 triệu mà không dám chơi. Không chơi. Này đã mủ rồi này. Đấy, như tôi đã nói với các bạn ấy, định làm với cả tem mà cả tem giờ ai có công việc riêng ấy, lên làm 24 giờ hay 48 giờ là mất thời gian của mọi người quá. Cho nên tôi cũng không thích lắm. Chứ còn nếu mà làm với cả tem thì chắc là hay hơn. Rồi các bạn ơi, vậy là tôi đã hoàn thành thử thách nha. 24 giờ với 100k ở ngoài cánh đồng. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ và like video để cho mọi người khác cùng xem nha. Và các bạn mà xem video thì các bạn cũng không tiếc gì một nút like các bạn ơi. Các bạn like cho tôi một cái để YouTube nó tăng đề xuất để cho video của tôi đến với nhiều mọi người hơn nhé các bạn nha. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Giờ chúng tôi sẽ dọn đồ đây. Dọn đồ về tắm rửa chứ một ngày ở đây ngứa ngáy, chưa tắm rửa ngứa ngáy lắm rồi các bạn ạ. Bye bye các bạn nha.